Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái chủ đề là cách chuyển giọng nói thành văn bản bằng cái ứng dụng là Google Doc các bạn nhé. Đó, chuyển giọng nói thành văn bản bằng Google Doc. Thì cái ứng dụng này thì chủ yếu là dành cho các bạn mà hay gõ văn bản ở trên máy tính hoặc là các bạn làm công tác văn phòng. Đó, bởi vì cái việc mà gõ văn bản thì rất là tốn thời gian và tốn nhiều công sức. Đấy, thì hôm nay là Google nó đã cung cấp cho chúng ta một cái ứng dụng là Google Doc. Đấy, chúng ta chỉ cần đọc và máy tính của chúng ta nó sẽ chạy ra chữ các bạn nhé, rất là nhanh chóng và tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Đó, thì trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn hai cái bước nhé. Bước đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ truy cập vào cái ứng dụng Google Doc ở trên Google, và cái bước thứ hai là chúng ta sử dụng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản ở trên cái phần mềm này nhé. Rồi, thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào cái Google Doc này. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ mở Cốc Cốc hoặc là Chrome lên nhá, tùy máy của các bạn. Đó, máy của mình thì sử dụng Cốc Cốc thì mình sẽ mở Cốc Cốc lên nhá. Rồi, sau khi các bạn mở trình duyệt Cốc Cốc lên thì các bạn gõ từ khóa là Google Doc nhá. Các bạn gõ chính xác cái từ khóa này nhá. Đó, Google này. Đó, Google Doc. D. Thì ở đây khi các bạn gõ đến chữ D thì nó đầy hiện ra cái chữ là Google Doc này, Google Docs này. Đấy, các bạn chọn vào đây. Rồi, như vậy là lúc này thì chúng ta đã đi vào cái trang cái máy tính đã đưa chúng ta đến cái trang web là Google Doc các bạn này. Các bạn kích vào đây nhá, kích vào cái trang web đầu tiên. Rồi, thì đây là một cái trang chủ các bạn nhé, trang chủ của Google Doc. Các bạn chú ý là khi mà các bạn muốn sử dụng cái Google Doc này thì các bạn phải có một cái tài khoản Gmail nhé. Các bạn phải đăng ký Gmail và đăng nhập vào Google. Đó, gồm có Gmail này và mật khẩu của Gmail. Các bạn đăng nhập vào tài khoản Google để các bạn sử dụng cái chức năng là chuyển giọng nói thành văn bản nhé. Thì sau khi các bạn vào đây rồi thì các bạn sẽ kích vào cái dòng đầu tiên này này. Đó, có cái dấu còng đấy nhá, các bạn kích vào đây. Rồi, thì khi các bạn kích vào cái dấu còng thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ mới. Cái cửa sổ này là giúp chúng ta chuyển giọng nói thành văn bản này. Thì sau khi vào đây thì chúng ta sẽ tiếp tục các bạn nhìn vào cái thanh công cụ ở phía trên này này. Các bạn kích vào cái mục là công cụ nhá, công cụ này. Đó. Tiếp theo các bạn kéo xuống, các bạn sẽ đi vào cái mục là có cái micro đấy. Micro là nhập liều bằng giọng nói. Đó, nhập liều bằng giọng nói, các bạn kích chuột vào đây. Rồi. Thì lúc này phía bên trái nó sẽ hiện ra một cái micro các bạn này. Đấy. Thì khi các bạn muốn nhập giọng nói thành văn bản thì các bạn sẽ kích chuột vào đây nhá. Các bạn chú ý là chủ yếu là mình sử dụng chuột trái thôi nhá. Các bạn kích chuột vào đây. Để chúng ta bắt đầu. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nhập liều một cái đoạn văn bản. Mình sẽ lấy ví dụ nhá. Rồi, mình kích vào đây này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Kênh Khám phá Cuộc sống TV. Kênh Khám phá Cuộc sống TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video về chủ đề chuyển giọng nói thành văn bản rất đơn giản và nhanh chóng, dành cho các bạn thường xuyên gõ văn bản hoặc làm công tác văn phòng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các bạn rất nhiều. Các bạn chỉ cần có một tài khoản Gmail để đăng nhập và truy cập vào Google Doc. Rồi sau khi các bạn thu âm xong thì chúng ta sẽ kích vào đây, kích vào biểu tượng micro để chúng ta đóng lại nhá. Chúng ta kết thúc quá trình ghi âm, chúng ta kích chuột vào đây. Rồi, như vậy là mình đã chuyển một cái đoạn văn bản bằng giọng nói, chuyển giọng nói thành một cái đoạn văn bản rất là nhanh chóng các bạn nhé. Rồi thì sau khi mà đã chuyển thành một cái đoạn văn bản như thế này thì các bạn sẽ sử dụng như thế nào đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ copy ra nhé, chúng ta sẽ copy toàn bộ cái đoạn văn bản này. Đấy, các bạn bôi đen đi, các bạn kích chuột trái đang trước này, các bạn nhấn vào giữ chuột trái này để chúng ta kéo rê và chúng ta bôi đen. Rồi sau đây các bạn kích chuột phải lên và chúng ta chọn cái lệnh là sao chép.
Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ đi vào mở cái Word của mình lên nhé. Word của mình lên. Ở đây thì mình đang sử dụng Windows 7 cho nên là mình sử dụng Word 2007 các bạn nhé. Còn các cái Word khác thì các bạn cũng sử dụng tương tự. Sau khi các bạn mở cái Word lên thì chúng ta sẽ copy cái đoạn văn bản lúc này, chúng ta đưa sang Word và chúng ta tiếp tục chỉnh sửa nhé. Chúng ta kích chuột phải lên nhé, kích chuột phải lên này, và chúng ta chọn lệnh bắt để dán. Đó, như vậy mình đã copy cái đoạn văn bản ở trong cái phần mềm này này, phần mềm Google Docs sang cái Word để chúng ta chỉnh sửa. Thì sau khi đưa sang đây thì các bạn sẽ tiếp tục chỉnh sửa bình thường giống như các bạn định dạng một cái đoạn văn bản trên Word vậy thôi. Đó là các bạn sẽ chọn phông chữ đúng không? Ví dụ như là đây là mình sẽ chọn phông chữ Times New Roman này. À, theo quy định của Việt Nam mình này. Đấy. Rồi cờ trừ là 13 hoặc 14. Ở đây mình sẽ chọn 14 này. Đấy, rồi canh giữa này. Canh đều hai bên này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ canh chọn canh lề. À, các bạn là kích đúp chuột trái vào cái thanh đứng bên trái này này, kích đúp chuột trái vào đây để chúng ta canh lề nhá. Đó thì thường thường là lề trên chúng ta lấy 2 cm. Đó. Rồi lề dưới chúng ta cũng lấy 2 cm. Lề trên là top này, lề dưới là bottom này. Đó. Còn lề trái, led là lề trái thì các bạn thường lấy 3 hoặc là 3,5. Ở đây mình sẽ lấy 3 nhé. Cái này theo quy định của Việt Nam mình các bạn nhé. Lề phải thì 1,5 hoặc là 2. Ở đây mình sẽ lấy là 2. Rồi sau khi các bạn chọn xong các cái canh lề này thì chúng ta sẽ kích vào OK để chúng ta áp dụng. Đó, như vậy là mình đã định dạng xong cái văn bản này. Thì sau khi các bạn định dạng xong thì chúng ta sẽ, các bạn chú ý là ở trong này thì khi các bạn gõ chuyển dòng nói thành văn bản thì nó không có đánh dấu chấm hay là viết hoa đầu câu cho mình đâu. Cho nên các bạn chú ý là khi mà chúng ta đã đưa vào Word thì chúng ta phải đọc lại từng cái dòng như thế này. Và chỗ nào chấm phẩy thì chúng ta phải điền vào và chúng ta phải viết hoa các bạn nhé. Đó, tức là nó phải tốn thêm cái công đoạn này. Đó, ví dụ như xin chào tất cả các bạn hôm nay trở lại kênh của mình. Ví dụ như vậy thì mình, ví dụ ở đây phẩy này. Đó, mình phải đánh cái dấu phẩy ở đây này. Mình sẽ chia sẻ các bạn một cái video về chủ đề chuyển giọng nói thành văn bản. Đó. Rồi thì kiểm thời gian cũng rất nhiều. Vân vân. Đó. Các bạn thêm dấu chấm và dấu hỏi vào nhé các bạn nhé. Dấu chấm và dấu phẩy vào rồi viết hoa đầu dòng. Ví dụ như vậy. Đó, cách làm rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi ở đây mình sẽ lấy thêm. Ví dụ như sau khi các bạn đã ghi âm đầy đầy cái giao diện rồi thì mình sẽ xóa đi, thì các bạn bôi đen nhé, các bạn bôi đen đi và các bạn tiếp tục cái chuột phải lên và chúng ta xóa đi, xóa rồi sau đây các bạn lại tiếp tục thu âm một cái đoạn văn bản mới. Ví dụ như ở đây mình sẽ tiếp tục thu âm thì mình sẽ kích chuột vào micro này tiếp. Đó. Các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình, kênh Khám Phá Cuộc Sống TV, để các bạn tham khảo thêm một số video về cách sử dụng máy tính ở trong phần danh sách phát. Ở trong kênh của mình chủ yếu là chia sẻ các video dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu, hoặc là người lớn tuổi và người già. Ví dụ cách sử dụng chuột, bàn phím, vân vân. Rồi mình thử ghi âm thêm một đoạn nữa để các bạn xem nhé. Rồi ở đây mình sẽ kết thúc nhé. Kết thúc thì mình sẽ đóng lại. Đó. Và bước tiếp theo các bạn vẫn làm như vậy, các bạn vẫn bôi đen và các bạn copy. Copy tức là cái chuột phải lên để chọn lệnh sao chép. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục dán sang cái trang Word bên này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ không phải đánh nữa các bạn nhé. Không cần phải đánh từng câu từng chữ nữa, mà như thế này nó sẽ nhanh hơn. Tức là các bạn sẽ lấy một cái văn bản gốc lên, rồi các bạn ngồi các bạn đọc thôi. Lấy một cái đoạn văn bản gốc, các bạn ngồi các bạn đọc. Đọc xong thì các bạn copy sang cái Word của mình và các bạn tiếp tục chỉnh sửa. Đấy, cách làm rất là đơn giản như vậy các bạn nhé. Thì hôm nay thông qua video này thì mình cũng sẽ chia sẻ các bạn cách các bạn truy cập vào cái kênh của mình nhé. Sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào cái từ khóa là Khám Phá Cuộc Sống TV. Các bạn gõ không dấu nhé. Rồi bước tiếp theo các bạn kích vào cái nút kính lúp bên phải này này để các bạn tìm kiếm video. Thì đây là cái kênh của mình các bạn nhé, kênh Khám Phá Cuộc Sống TV này. Các bạn là kích vào cái hình avatar này nhé. Rồi sau khi các bạn truy cập vào cái kênh của mình ấy, thì bước tiếp theo là các bạn kích vào cái phần danh sách phát này này, danh sách phát. Rồi lúc này các bạn nhìn sang bên phải nhé, các bạn nhìn sang bên phải này, các bạn kích vào cái nút mũi tên này này để các bạn tìm kiếm video nhé, để tránh trường hợp làm mất thời gian của các bạn nhé. Đó.
Thì trong cái phần danh sách phát này thì mình có để một cái mục này, một cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu nhá, hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Thì trong này thì mình chia sẻ rất là chi tiết các video, chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu thôi, hoặc là người lớn tuổi và người già. Đấy, thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này nhá, hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu để các bạn tham khảo thêm. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và chúc tất cả các bạn là chuyển giọng nói thành văn bản bằng cái ứng dụng Google Doc thành công. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.